hình tượng rồng trong thuật phong thủy. Theo thuật phong thủy từ thời xa xưa đến giờ, hình tượng rồng chính là linh vật thần thoại, tượng trưng cho thiên mệnh cao cả và tối thượng. Một nhân vật cao cả và tối thượng như vua, như thời xa xưa. Thời xưa vua thường mặc áo long bào có thêu hình con rồng, kể cả giường ngủ và nơi làm việc của vua cũng đều được khắc chạm hình rồng. Rồng theo quan niệm dân gian Việt và trong phong thủy thì chính là một trong bốn hình tượng tốt đẹp gọi là tứ linh, long lân quy phụng. Theo quan niệm của thuật phong thủy, một trong những phương pháp ứng dụng của thuật phong thủy trong học thuyết âm dương ngũ hành thuộc nền văn hiến Việt 5.000 năm huyền vĩ thì rồng là biểu tượng của sức mạnh vũ trụ, sự huyền biến âm dương, khí chất của người quân tử và quyền năng của bậc cao nhân. Khí chất của người quân tử và quyền năng của bậc cao nhân. Do vậy, theo thuật phong thủy, hình tượng rồng mang lại sự tương tác bởi tính khí tốt lành và uy lực của nó được ứng dụng trong phương pháp chấn yểm của thuật phong thủy nhằm để tìm đến sự may mắn ổn định trong cuộc sống, tránh tai tiếng thị phi. Cách bài trí hình tượng rồng trong thuật phong thủy. Trong thuật phong thủy, biểu tượng rồng mang ý nghĩa thịnh vượng, trừ tà, nên người Việt thường thích bày trí trong nhà những vật dụng trang trí có hình rồng và coi đó như một cách làm tăng thêm may mắn. Chọn hình tượng rồng trong thuật phong thủy. Những hình tượng rồng được biết đến thường được chọn để trưng bày nhằm mục đích chấn yểm theo thuật phong thủy là những tranh vẽ, phù điêu đồng, tượng hình khối. Tuy nhiên, theo phong thủy, phù điêu đồng hay tượng hình khối bằng đồng thường là những vật khí phong thủy mang lại hiệu ứng mạnh mẽ nhất. Người tuổi rồng cũng có tính cách rất mạnh mẽ. Nếu bạn là người tuổi rồng, bạn có thể xem thêm về những sự mạnh mẽ của hình tượng rồng trong thuật phong thủy. Hình tượng rồng trong thuật phong thủy phải thể hiện được nét hiền hòa, uyển chuyển. Nếu là hình tượng mạnh mẽ thì không lộ nét hung hiểm, dữ tợn, mà ngược lại phải thể hiện được khí thế oai nghiêm. Nên chọn hình tượng một rồng với viên minh châu được ngậm trong miệng. Nếu là hai rồng thì phải có minh châu ở giữa hai rồng, gọi là lưỡng long tranh châu. Màu sắc rồng trong thuật phong thủy nên chọn là màu vàng, vì thìn rồng trong 12 địa chi thuộc hành thổ, màu vàng nên kết hợp trang trí rồng với nước. Rồng sinh ra từ nước, khi gặp nước sẽ rất dũng mãnh. Nếu đặt rồng ở chỗ khô hạn sẽ khiến nó mất hết uy phong. Vì thế, nếu trong nhà bày vật trang trí hình rồng nên đặt tại chỗ có nước. Nếu có thể nên đặt hình rồng phía trên hoặc bên phải hay bên trái bè cá, như thế sẽ rất thích hợp, làm tăng thêm vượng khí. Vị trí nên đặt hình tượng rồng trong nhà theo thuật phong thủy. Theo quan niệm xưa trong thuật phong thủy, nên đặt phù điêu rồng hay tượng rồng ở bên trái, bên phải của đại sảnh, phòng khách hay phòng làm việc của gia chủ. Bởi khi bố trí hình tượng rồng như vậy là cách thể hiện uy quyền của người đứng đầu và là điểm tốt lành trong các mối quan hệ ngoại giao, thuận lợi cho việc tương kiến những quý nhân giúp đỡ hay hợp tác, tránh tai tiếng thị phi. Hướng thích hợp đặt rồng theo thuật phong thủy. Rồng thích hợp đặt ở nơi hướng về sông hoặc biển. Nếu nhà quay về hướng biển hay sông, hồ, đặt rồng đều rất tốt. Có thể thêm vượng khí bằng cách dùng một đôi rồng đá màu đen hoặc nâu đặt trên bệ cửa sổ hay ban công, gáy hướng về phía biển hay sông. Như thế, một đôi rồng vừa bay lên khỏi mặt biển. Về cách bố trí này trong thuật phong thủy có thể mang lại sự thịnh vượng, nhưng cần chú ý bảo đảm phía trước không được có nước bẩn hay cống ngầm, vì như thế sẽ khiến đôi rồng bị ảnh hưởng. Rồng thích hợp đặt ở hướng bắc. Nếu trong và ngoài nhà đều không có nước, cách khắc phục là đặt những vật trang trí hình rồng ở phía bắc. Nguyên nhân chủ yếu là do phía bắc thủy là nơi có nhiều nước, vì thế rất thích hợp với loài ưa nước như rồng. Và những điều kiêng kỵ khi đặt rồng theo thuật phong thủy. Theo học thuyết âm dương ngũ hành, việc đặt hình tượng rồng sau lưng người ngồi là một điều kiêng kỵ, bởi nếu đặt hình tượng rồng ở vị trí này theo thuật phong thủy sẽ tạo hiệu ứng vương quyền hay quyền lực bị lấn áp hay khống chế. Điều này không tốt cho việc sử dụng lợi ích thuật phong thủy. Khi đặt hình tượng rồng trong thuật phong thủy cần chú ý đến việc xem ngày tốt xấu để mọi việc được thuận lợi. Cũng kiêng kỵ để hình tượng rồng đối diện người ngồi, tức rồng trầu ngược vào chính diện của người chủ hay người lãnh đạo.
Vì thế này đều gây bất lợi cho người phải ngồi đối diện với hình tượng ấy. Rồng không thích hợp đặt hướng về phòng ngủ của trẻ, vì như vậy không chỉ khiến trẻ nhỏ hoảng sợ mà về thuật phong thủy học còn tạo ảnh hưởng tiêu cực. Nếu trước văn phòng có rãnh nước bẩn thì không nên đặt đồ trang trí hình rồng, vì nó sẽ khiến cho con rồng bị vấy bẩn, khiến cho nhân viên trong công ty hay ốm đau bệnh tật. Rồng tuy là con vật cát tường nhưng nó là loài mãnh thú có khả năng khắc chế mạnh nên không có lợi cho những người về tuổi Tuất. Vì vậy những người đứng đầu văn phòng hay công ty là người tuổi Tuất thì không nên bài trí hình con rồng. Lưu ý trong thuật phong thủy, khi treo tranh hình rồng trong văn phòng, thuật phong thủy có rất nhiều đồ vật bài trí mang hình rồng. Tuy nhiên khi lựa chọn tranh treo phong thủy hình rồng thì nên lồng trong khung kính viền có màu vàng kim và treo hướng bắc. Nếu là bức tranh có 9 con rồng thì trong đó phải có một con đầu đàn, nếu không chúng sẽ trở thành rồng mất đầu, gây ra nhiều điều tai tiếng thị phi, mang lại những điều không may mắn